Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả thân yêu của BT Play. Và chúng ta đang có những hình ảnh từ sân vận động tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước chúng ta sẽ là trận đấu muộn nhất tại vòng đấu thứ 18 của giải hạng nhất quốc gia bi sao vàng mùa giải năm 2023 năm 2024. Cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Đồng Tháp và đội khách Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Đồng Tháp. Ngày hôm nay họ sẽ ra sân với thủ thành mang áo số 25, đó là Thanh Tuấn. Bộ ba hàng phòng ngự sẽ là Đình Huyên, Anh Việt cùng với Thắng Toàn. Phía trên thì năm cầu thủ thi đấu ở khu vực giữa sân sẽ là Hải Nam, Ngọc Tĩnh, đội trưởng Hữu Thắng, Long Hải cùng với Quang Trường. Và bộ đôi hàng công của đội chủ nhà ngày hôm nay sẽ là Hữu Nghĩa cùng với Trung Hậu. Chúng ta sẽ bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay, đó là ông Tăng Hoàng Tuấn, hai trợ lý là Nguyễn Thái Học và Bảo Đức Ý, và Nguyễn Ngọc Tưởng là trọng tài thứ tư. Còn đối với Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, họ sẽ ra sân với thủ thành mang áo số 28, đó là Lâm Hào. Bốn cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự sẽ là Khả Đức, Lý Đức, Nhạc Minh cùng với Minh Nhật. Bộ ba hàng tiền vệ sẽ là Trung Dũng, Gia Huy cùng với Quốc Cường, và ba cầu thủ chơi trên hàng công sẽ là Khánh Duy, Văn Bình và Tuấn Phong. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Đồng Tháp và Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã được bắt đầu. Hai đội bóng đều đã không có được những sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào vòng đấu thứ 18 này. Và trên màn ảnh của chúng ta, đó là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Minh Dũng của Đồng Tháp, người trước khi đến với cương vị huấn luyện viên trưởng của Đồng Tháp thì ông là giám đốc kỹ thuật của đội này. Vẫn rất bình tĩnh đến từ những tình huống kiểm soát đến từ đội chủ nhà Đồng Tháp. Với việc họ sử dụng một lưới chơi chậm thì họ đang rất chắc chiều trong những pha kiểm soát bóng và thực hiện những đường chuyền của mình. Tình huống băng ra rất xa đến từ Lâm Hầu, người vừa xuất hiện trong vòng cấm của Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Hà Trung Hậu. Quốc Cường đã đâu rất nguy hiểm, hai pha đánh đầu liên tiếp của Bà Rịa Vũng Tàu trong vòng cấm của đội chủ nhà. Và người có pha chạm bóng cuối cùng có vẻ như là đội trưởng Văn Bình. Cầu thủ đã có được 5 bàn dành cho Bà Rịa Vũng Tàu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải năm nay. Cầu thủ chạm bóng hơi bị động của Văn Bình khi mà trước đó thì bóng đã sượt qua đầu của người đồng đội của cầu thủ mang áo số 17 này. Thì Đức ngày hôm nay cùng với Nhạc Minh sẽ là bộ đội trung vệ của Bà Rịa Vũng Tàu. Cướp bóng thành công, Trung Hậu. Vẫn đang là Hà Trung Hậu nhưng cần phải nhanh hơn. Trung Hậu, Trung Hậu đảo chân, treo bóng, bóng hay, không được. Đó là cú đá của Hữu Thắng. Một pha dứt điểm nối rất nhanh đến từ đội trưởng của Đồng Tháp, nhưng vừa rồi bóng đã đi ra ngoài khu khung thành của Bà Rịa Vũng Tàu, cũng ngay tại sân vận động Cao Lãnh này. Và chúng ta cùng xem với chân phải của Hữu Nghĩa. Không được, bóng đã đi quá cao rồi với khung thành của Bà Rịa Vũng Tàu. Hữu Nghĩa lúc này đang là người đá ở bên trái theo đuổi bóng của Đồng Tháp. Tiếp tục là Hải Nam, Long Hải. Hữu Nghĩa di chuyển rất khôn khéo. Hữu Nghĩa đã bị trật chân nhưng vẫn còn. Trung Hậu, vẫn đang là Hà Trung Hậu. Xoay người, bóng chạm tay, phạt đền dành cho đội chủ nhà. Một quyết định rất dứt khoát của trọng tài Tăng Hoàng Thuấn. Đúng là bóng đã chạm vào tay của Khả Đức, và một quả đá penalty là một điều hoàn toàn chính xác dành cho đội chủ nhà. Hà Trung Hậu ở mùa giải năm nay thì chưa có bàn thắng dành cho Đồng Tháp, và chúng ta cùng chờ xem Hà Trung Hậu. Rất chính xác và bản lĩnh của Hà Trung Hậu, và 1-0 dành cho Đồng Tháp. Những sức ép, những cơ hội và những thay đổi bất chợt đã giúp cho đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú đá rất bản lĩnh, rất bình tĩnh của Hà Trung Hậu. Hà Trung Hậu mang về quả đá phạt đền này, và cũng chính anh là người đã mang về bàn thắng mở điểm dành cho đội chủ nhà. Bây giờ là phản công, đường chuyền sai. Long Hải, chính xác hơn đây là Hữu Thắng, xuất sắc. Siêu phẩm vừa được vẽ ra và 2-0 dành cho đội chủ nhà. Một cú đá mỹ chê của đội trưởng Hữu Thắng. Đúng là đội chủ nhà đang chơi rất hay, rất cháy lúc này. Bàn thắng đầu tiên của Hữu Thắng tại mùa giải năm nay đều là những lần đầu tiên. Lần đầu tiên với một bàn thắng rất đẹp. Một cú đá khiến cho Lâm Hào chỉ bay người trong vô vọng, và để tô điểm thêm một bàn thắng rất đẹp này của đội trưởng Hữu Thắng mà thôi. Ngọc Lâm lên bóng dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Quốc Cường
Ngọc Long, những pha lên bóng đá chuối cuối cùng của hiệp một trận đấu này. Ngọc Long, Ngọc Long vượt qua được Hữu Thắng, treo bao khá nguy hiểm, không có một điểm chạm nào được các cầu thủ Bài Đội Vũng Tàu tạo ra trong vòng cấm của đội chủ nhà. Có vẻ như đã có một điều gì đó vừa xảy ra khi trong tình huống tấn công trước đó của Bài Đội Vũng Tàu thì chúng ta đã không quan sát được. Đây có vẻ như là tình huống đã dẫn đến những tranh cãi giữa Khả Đức cùng với Quang Trường, những lời qua tiếng lại và những xô xát của hai cầu thủ này cũng đã có những động tác. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Có vẻ như đã có những tấm thẻ đỏ được rút ra. Đúng là như vậy, tấm thẻ đỏ dành cho Quang Trường. Lên bóng dành cho đội chủ nhà, hơi ít các cầu thủ vàng trong tình huống này. Hạ xuống bầu cơ hội, cú sút bóng không được. Một sự chệch choạc đã xuất hiện đối với pha xử lý vừa rồi của Lý Đức. Và Hà Trung Hậu trong một trận đấu mà số 32 đang chơi rất cháy lúc này. Điều đó minh chứng vì sao mà ngày hôm nay huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng sử dụng Hà Trung Hậu ngay từ đầu. Hải Đông, rất chủ động của Hải Đông. Hải Đông cú bóng! Suýt chút nữa tỷ số đó là 3-0. Đây là một nụ cười hơi gượng gạo của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương, khi mà hàng phòng ngự của đội bóng của ông đang cực kỳ chờ choạc lúc này. Và nếu như không có sự xuất sắc của Lâm Hầu thì nhiều khả năng là mảnh lưới khung thành của Bà Rịa Vũng Tàu đã phải rung lên là thứ 3. Trọng Huy, hợp lý. Phía bên trong có Hà Trung Hậu, tạt vào, đánh đầu, không vào. Và đúng là chỉ có Lâm Hầu mới cứu thua được dành cho Bà Rịa Vũng Tàu trong những tình huống vừa qua mà thôi. Vẫn là Hà Trung Hậu. Một đường chuyền có điểm rơi tốt. Sau tình huống cản phá của Lâm Hào thì bóng đã lăn từ từ ngang khung thành của Bà Rịa Vũng Tàu. Lên bóng chắc thoáng dành cho Trọng Bảo. Rất hay cơ hội đối mặt. Không được. Vẫn còn. Khung thành lúc này của đội chủ nhà đang bị bỏ trống hoàn toàn. Trận đấu được tiếp tục và dù cho lúc này đang có một cầu thủ của Đồng Tháp đang bị đâu. Và tình huống phá bóng ra phía bên ngoài đến từ Quy Đức, khi mà Anh Việt đang là người bị đâu trên sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống sóng gió mà Bà Rịa Vũng Tàu vừa tạo ra trước khung thành của đội chủ nhà. Thanh Thuấn cũng đã phải xuất tướng. Quy Đức đánh gót, vẫn đang tiếp tục là đội chủ nhà. Và pha bóng là của Thế Dũng, vẫn đang là đội chủ nhà Đồng Tháp. Bóng hay, bóng đi đúng vào vị trí của Lâm Hầu. Pha trống lộ ra và có vẻ như người có pha kết thúc cuối cùng là Trọng Huy. Ngọc Long, rất nhiều những quả tạt cơ hội. Văn Minh không vào. Đến cả cơ hội như vậy mà Văn Minh còn đá ra ngoài. Thì ngày hôm nay là một ngày đấu mà Bà Rịa Vũng Tàu không có nhiều cơ hội để có được chiến thắng, hoặc thậm chí là sáng sủa nhất là một trận hòa. Một cơ hội mênh mông như thế này mà chống mênh mông như Văn Minh lại đá ra ngoài. Tiếp tục đang là Ngọc Lâm, treo sớm. Không có gì nguy hiểm đối với Thanh Tuấn. Và đúng lúc này thì tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Tăng Hoàng Tuấn cũng được cất lên. Trận đấu muộn nhất tại vòng đấu thứ 18 của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng mùa giải năm 2023. Năm 2024 cũng đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Đồng Tháp, với các pha lập công của Hà Trung Hậu cùng với Hữu Thắng. Một trận đấu mà Đồng Tháp họ đã thi đấu kiên cường, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ hai khi họ đã thi đấu thiếu người với tấm thẻ đỏ của Quang Trường. Nhưng không sao, Đồng Tháp họ đã có được thêm 3 điểm nữa và gần như là họ đã trụ hạng ở mùa giải năm nay. Và đến đây thì phần bình luận trực tiếp về FPT Play trận đấu giữa Đồng Tháp và Bà Rịa Vũng Tàu cũng xin được phép khép lại tại đây. Xin cảm ơn với các bạn đã cùng chúng tôi theo dõi trận đấu này, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở những trận đấu diễn ra tiếp theo trên các kênh sóng của FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.